Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị một dự án một căn nhà duy nhất được thiết kế và xây dựng độc lập, duy nhất một căn với cái diện tích thực tế trên số đó 50,3m, đường ngõ trước nhà thực tế 2m, cách với trục đường ô tô đi lại khoảng chừng 100m, cách với lại tầm 200m là ra tới trục đường chính, trục đường Quang Trung Hà Đông, cách với 500m là ra tới bến xe Yên Nghĩa, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, giao thông đi lại thuận tiện. Với cái căn nhà này thì ưu điểm lớn nhất của nó là cái diện tích rộng 50,3m. Cái nhược điểm của nó thì một chút thì cái mặt tiền của nó chỉ có 3m thôi mọi người ạ, và chiều dài nó là 17,5m. Màu theo anh đó là khá cũ. Đây là cái phần để thấy phần sân riêng để xe của nhà này, cổng riêng, sân riêng. Thực tế ngõ thì không phải là ngõ thông, tuy nhiên thì căn nhà này không phải là vị trí cuối cùng mọi người nhé, còn hai căn nhà nữa nó mới đến vị trí cuối cùng. Và mời cho em nó khám phá với cái thiết kế của ngôi nhà này thì đang vào phần hoàn thiện mọi người ạ, còn một chút chút cái phần dọn dẹp và một chút cái phần lắp đặt nữa là ngôi nhà này có thể dọn đồ về và ở ngay. Với những cái diện tích rộng như thế này thì thường thường rất nhiều khách mong muốn ở một cái diện tích rộng, vị trí đi lại thuận tiện, gần với bến xe Yên Nghĩa. Trước em thì cũng có quay một cái video ngắn lên để gửi cho quý khách hàng ấy, thì một số quý khách hàng lại nghĩ rằng là cái căn này với cái giá bán 2,8 như này chắc nó phải tầm ở tận Phụng Châu, nhưng mà không phải đâu. Căn nhà này cụ thể nó là thuộc gần với đường Quang Trung Hà Đông, cách với bến xe Nghĩa 500m, sổ đỏ đầy đủ, sang tên luôn trong này cho quý vị. Với cái phần ngoài phần cổng chính thì ở đây là phần thiết kế của ngôi nhà mọi người nhé. Với thần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn vĩnh viện, bên trong là cửa liên hệ Việt Pháp. Căn nhà này thì mọi người sẽ qua sơ qua để gửi cho quý vị xem thiết kế lớn tầng như thế nào, sân riêng, cổng riêng. Và tầng 1 của ngôi nhà thiết kế phòng khách riêng, phòng bếp riêng. Đây là phần phòng khách khá là rộng mọi người ạ. Ở đây thì với cái thiết kế thực tế là hoàn thiện cũng là đang là vừa mới xong. Về cái phần sơn, về phần gạch lát nền cũng như là trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Như tất cả những cái vị trí mà Ngoài chia sẻ cho mọi người ấy, review lên 100% là chuẩn chỉnh từ cái vị trí, đường, hướng và giá mọi người nhá. Và quý vị có thể liên hệ trực tiếp với em để có thể xem ảnh sổ đỏ trực tiếp trước khi quý vị có thể đi xem nhà. Và với đây là phần phòng bếp của ngôi nhà thì cũng vừa mới hoàn thiện xong hết. Về cái tủ bếp thì thiết kế ở đây là tủ gỗ sồi mọi người ạ. Với cái mặt bếp thì là ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, phụ kiện bếp thì còn đang chờ để lắp đặt nốt nữa là quý vị có thể xong hết. Còn cái nhà này thì dọn vệ sinh công nghiệp nữa thôi. Và Ngoài xin bật mí với quý vị với cái giá bán của căn nhà này, hiện tại chủ nhà đang chào rất là rẻ cho một cái diện tích rộng như thế này, ở vị trí gần với lại bến xe, 2,8 tỷ cho một ngôi nhà 50,3m như thế này, có sân riêng, cổng riêng, giao thông đi lại thuận tiện, vị trí thì xung quanh đầy đủ cho quý vị tiện ích, bến xe, tuyến đường sắt trên cao, trường học mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, chợ trường phường trạm, cách với vị trí ngôi nhà từng chừng khoảng 5-700m là đầy đủ hết tiện nghi rồi mọi người ạ. Với cái phần phòng bếp thì là có cả cửa sổ ở phía đằng sau này, mở ra rất là thoáng nhá. Và phòng khách, phòng bếp thì đều thiết kế hệ thống trần thạch cao cho quý vị. Ngoài cái phần phòng khách thì là tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 bồn cầu, có gì có rửa hệ, có máy bơm nước tẩm, lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đây, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4, đây mọi người có thể nhìn thực tế thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cột trắng. Phần ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì có một cái vách lam gỗ ở đây rất là hợp lý, quý vị có thể để trang trí và nó là cái phần ngăn cách giữa cái phần phòng khách ra cái phần cửa chính đấy. Và mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà nhé. Và Ngọc Ánh đang bước chân lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Cái ngôi nhà này thì tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng gồm 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau, cửa sổ thông thoáng. Về cái phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với tầng 2, thiết kế sàn gỗ công nghiệp của ngôi nhà, cửa thông phòng thiết kế là của nhóm hệ Việt Pháp. Nó đơn giản, gọn nhẹ, hợp lý và đáp ứng quan trọng nhất là đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị theo từng tầng. Đây là phần tầng 2.
hướng ra từ mặt ngõ có ba khu mở thực tế hướng ra từ bên ngoài. Với cái căn nhà này hướng nhà là hướng đông nam, giá bán 2.8 tỷ, tại thời điểm này quý vị có thể vay được tầm tối đa ngân hàng 1.4 tỷ cho tới 1.5 tỷ. Và phần còn lại thì quý vị chuẩn bị trước tiền mặt cho Ngọc Ánh nhé. Hiện tại một số bên ngân hàng đang hết dung, lãi suất khá là cao. Tuy nhiên với bên nhà tốt thì luôn luôn mong muốn mang lại những cái giá trị tốt nhất cho khách hàng, bởi vậy bên em vẫn có liên kết với một số ngân hàng cái dung cũng như là cái lãi suất nó vẫn cứ là ưu đãi cho cái khách hàng nếu như quý vị mua nhà tại vùng này đó. Đây là phần phòng vệ sinh ở tầng 2. Nói chung với tầng 2, tầng 3 thiết kế giống hết nhau. Thì như vậy, với căn nhà này là có 4 phòng ngủ riêng biệt. Tầng 2, tầng 3, mỗi tầng 2 phòng. Phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 1. Vậy tầng 4 thiết kế là sao? Mời mình theo em lên khám phá tầng 4 của ngôi nhà nhé. Phải nói xin giới thiệu với mọi người, đây là phía tầng 4 của ngôi nhà. Tầng 4 của ngôi nhà chủ đầu tư thiết kế như sau. Gồm một phòng thờ. Đây thiết kế một phòng thờ riêng. Còn nếu như quý vị nào không sử dụng để làm phòng thờ thì cái này mục đích công năng sử dụng tùy theo cái hộ gia đình mình. Trên phía tầng 4 thì thiết kế khách không thiết kế sàn gỗ công nghiệp mọi người nhé. Tất cả cửa thông phòng và cửa nhà vệ sinh chủ nhà thiết kế tầng 1 là cửa thông mẹ để phát. Phần còn lại là phòng sinh phương. Đây, quý vị có thể nhìn thấy không? Đây là phần sân phương của nhà. Siêu rộng, siêu cửa sổ xung quanh, dân cư đông đúc. Đứng từ vị trí đang làm có thể nhìn thấy tuyến đường sắt trên cao cấp lên, nhìn thấy bến xe Yên Nghĩa, giao thông đi lại thuận tiện. Mọi người có tìm hiểu biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983 013 403 hoặc 0883 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.